49 ngày quỳ dưới mưa. Ngô Minh, Ngô Minh. Tâm Nương, sao nàng lại ra tận đây? Cha nàng có biết không? Chàng ơi, cha của em nói sẽ tìm gả chồng cho em vào cuối năm nay. Chuyện của chúng ta phải nói ngay với cha thôi, trước khi quá muộn. Chỉ sợ cha nhất quyết không đồng ý. Không sao đâu Tâm Nương, ta sẽ đến nhà nàng hỏi cưới nàng đàng hoàng. Dạ, cháu kính chào bác. Cháu là Ngô Minh, cháu có việc muốn thưa với bác ạ. Cậu tới đây làm gì? Nếu là tới xin ta gả con gái thì về đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Dạ, cháu và Tâm Nương có duyên gặp gỡ, tình sâu nghĩa nặng. Cháu xin bác hãy đồng ý, Tâm Nương không muốn kết hôn với người mà cô ấy không yêu đâu ạ. Cậu dựa vào cái gì mà đòi lấy con gái ta? Một kẻ nghèo kiết xác, khổ trách áo ôm như cậu, đến tiền ăn còn chẳng đủ, thì sao có thể là con rể ta được? Thưa bác, cháu sẽ cố gắng để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Tâm Nương. Tuy nhà cháu nghèo, nhưng cháu có sức khỏe, ý chí và có tình yêu dành cho cô ấy. Đũa móc mà đòi chòi mâm son. Về đi, đừng ở đây. Ta không muốn nhìn mặt cậu. Cháu xin bác, nếu bác muốn Tâm Nương hạnh phúc thật sự, thì bác hãy đồng ý chuyện cháu và cô ấy ạ. Lão Tuế, người đâu? Lôi cổ tên to gan này ra khỏi cửa cho ta. Cha ơi, con xin cha, đừng làm thế với anh ấy. Con sẽ không lấy ai ngoài Ngô Minh đâu. Con gái hư đốn, con có còn coi ta là cha nữa không? Bao nhiêu nề nếp gia phong ta dạy con có nghĩa lý gì không? Người đâu, đưa tiểu thư về phòng, khóa trái cửa canh gác cho ta. Dạ bẩm ông, tên Ngô Minh đã quỳ dưới mưa mấy canh giờ rồi ạ. Con đuổi thế nào hắn cũng không đi. Chưa thấy kẻ nào lì lợm như nó. Kệ nó, cứ để cho nó quỳ. Khi nào không chịu nổi, khách sẽ về thôi. Khá cho kẻ lì đòn như cậu. Cậu định quỳ ở đây ăn vạ ta, để sáng mai làng sớm nhìn thấy nghĩ rằng ta bạc đãi kẻ hèn mọn có đúng không? Được, ta ra điều kiện lễ vật cưới hỏi cho cậu. Nếu cậu có thể đáp ứng đủ yêu cầu lễ vật của ta, ta sẽ cho cậu toại nguyện. Thật sao ạ? Cháu cảm ơn bác. Lễ vật cưới hỏi thế nào, xin bác cho cháu biết ạ. Chẳng nhiều nhặn gì, 50 tráp trầu cao, 50 tráp trà hảo hạng, heo quay 50 con, tiền dẫn cưới 50 lượng vàng. Vâng, thưa bác, xin bác cho cháu ít thời gian, cháu hứa sẽ lo liệu đủ lễ vật ạ. Ông bẩm ông, liệu hắn có lo hết được bằng ấy lễ vật không? Con e là... Đừng có nhiều chuyện, kệ nó. Và từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng ra biển đánh cá để mong tìm ra đủ tiền mua lễ vật cho bố vợ tương lai. Tâm Nương, sao nàng lại tới đây? Em đến thăm chàng, biết chàng mấy tháng nay ngày nào cũng ra khơi để lo tiền lễ vật dẫn cưới. Em lo lắng quá. Cha em, ông ấy thật là cố chấp mà. Nàng đừng lo, ta đã gom gần đủ rồi. Bà con cô bác biết chuyện cũng giúp đỡ một chút. Ngày mai ta sẽ theo nhóm chài ra vùng biển xa hơn. Chắc độ tháng sau mới trở về. Nốt chuyến này ta nhất định gom đủ lễ vật cưới nàng. Nàng yên tâm đi, ta sẽ về sớm thôi. Thật nguy rồi, bão tới nơi rồi. Nơi bờ cát quê nhà, ngày nào, tháng nào, Tâm Nương cũng ra đứng ngóng đợi người yêu. Nhưng trớ trêu thay, sau chuyến ra khơi định mệnh, chàng mãi mãi không quay trở về. Con gái à, vô ích thôi, những ai trên con thuyền ngày đó đều đã chết cả rồi. Cô cứ đợi thế này đến bao giờ? Anh ấy nhất định sẽ quay trở về. Anh ấy đã hứa với cháu sẽ quay trở về mà.
về ngay. Con định ở đây đến bao giờ nữa? Không, con không muốn về. Con phải đợi Ngô Minh cho đến khi chàng trở về. Con thật cứng đầu. Có lẽ nó đã bỏ mạng dưới lòng biển sâu rồi. Tốt nhất là con hãy quên nó đi. Không, con xin cha đừng có nói gỡ như vậy. Nhất định chàng sẽ quay trở về mà. Thật là. Mau lôi tiểu thư về. Cha ơi, xin cha, con xin cha mà. Nếu cha cứ bắt không về nhà, con sẽ chết ở đây luôn cho cha coi. Cô gái quá đau đớn, khô héo mỏi mòn trong đợi chờ. Chờ mãi, vẫn chẳng thấy người như bóng chim tăm cá. Dần dần đã không còn sức lực, cô nằm xuống, tưởng như người yêu vẫn còn đây. Từ chỗ cô gái nằm xuống, có một loài hoa lạ mọc lên. Những bông hoa cánh mỏng manh, sắc tím buồn man mác, cứ mọc hướng ra biển, như bóng dáng cô muốn đi tìm người yêu trở về. Và cũng từ đó, loài hoa muốn biển bình dị, mộc mạc, chung thủy, luôn gắn bó với bờ cát, với vị biển mặn mòi. Người ta nói rằng, chàng trai đã hóa thành sóng biển, để mỗi khi hoa muốn mọc lan xuống biển, những ngọn sóng lại đánh bật vào bờ để bảo vệ cho người yêu dấu. Phát minh ra máy rửa bát. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Joseph Van Coran, vợ của doanh nhân thành đạt William Coran tại Chicago, Mỹ, người phát minh ra máy rửa bát đầu tiên trên thế giới và được nhận bằng sáng chế vào năm 1986. Cô cẩn thận đó, bữa tiệc này toàn khách hàng quan trọng của chồng tôi không đó. À, dạ vâng, bà yên tâm, tôi sẽ kỹ lưỡng ạ. Đây toàn là đồ ăn bằng sứ cổ Trung Hoa, được lưu giữ trong gia tộc từ những năm 1600, rất quý hiếm đấy. Cô không được làm vỡ như những lần trước đâu nha. Dạ thưa bà, tôi biết rồi ạ. Lần này tôi sẽ đặc biệt cẩn thận hơn, nhất định sẽ không làm đổ đồ đạc đâu ạ. Chồng tôi đã rất nhiều lần bực bội vì cô làm vỡ đồ. Tôi đã nói đỡ rất nhiều lần rồi, đừng để tôi thất vọng nữa đấy. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà đã nói đỡ cho tôi với ông chủ ạ. Nếu không có bà, chắc tôi mất việc từ lâu rồi ạ. Thôi được rồi, cô đi làm việc đi. À, trời ơi, lại đổ vỡ nữa rồi. Có chuyện gì vậy? Lại là cô ta. Lần này lại vỡ gì rồi? Làm sao bây giờ? Trời ơi là trời. Kỳ Minh, cô lại làm vỡ chén đĩa đúng không? Sao chưa bao giờ tôi có thể thấy cô cẩn thận thế hả? Trời ơi, bộ chén đĩa quý của tôi. Tôi xin ông bà, ông bà đừng đuổi việc tôi mà. Đã bao nhiêu lần cô xin xỏ rồi hứa hẹn sẽ cẩn thận rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Cô có rút kinh nghiệm được lần nào đâu. Kỳ Minh, bình tĩnh lại đi. Hôm nay toàn khách quan trọng không hả? Cũng tại em, anh đã nói đuổi việc cô ta đi, vậy mà em vẫn khư khư giữ lại. Giờ thì em xem đi, toàn đồ quý hiếm mà anh sưu tầm giờ đã bị cô ta làm vỡ hết rồi. Tất cả những đống đổ vỡ này, tháng lương cả năm của cô ấy cũng không thể đền bù được đâu. Được rồi mà, cứ để em lo cho. Anh ra ngoài nói chuyện với khách đi, đừng đi lâu quá như vậy, họ sẽ không thoải mái đâu. Lần này không thể nhân nhượng được nữa đâu, em phải mạnh tay giúp anh. Được rồi mà, ra ngoài với khách hàng đi anh. Cô xem đi, lần này tôi không thể giúp cô được nữa rồi. Tôi xin bà, tôi có con nhỏ ở nhà, tôi không thể mất việc được. Lần sau, tôi hứa sẽ rút kinh nghiệm mà. Bà tha cho tôi một lần này thôi, tôi xin hứa mà. Cô có biết vợ chồng của tôi quý bộ bát đĩa kia lắm hay không? Nó rất là đáng giá, chỉ những dịp quan trọng tôi mới dám mang ra dùng. Vậy mà cô đã làm vỡ nó mất tiêu rồi. Bà ơi, tôi xin bà, là do tôi vụng về. Tôi mà bị mất việc, cả nhà tôi sẽ bị chết đói mất. Tôi xin bà, vì mấy đứa nhỏ dại mà thương tình cho người mẹ hậu đậu của chúng. Tôi xin bà chủ. Bà ơi, xin hãy để tôi rửa chén bát.
Bà làm thế này, ông nhìn thấy sẽ trách mắng tôi mất. Để cho tôi tự rửa đi, nếu không cô sẽ làm hỏng hết bộ ấm chén này mất. Nếu không phải là làm vỡ, thì sẽ làm hư hại sức mẻ chúng nữa. Tôi xin lỗi. Lần trước tôi đã phải xin lần cuối cho cô rồi đó. Tôi thương những đứa nhỏ nhà của cô, đuổi việc cô cũng không đành. Thôi thì tôi đành tự rửa chúng cho yên tâm. Nếu có vấn đề gì, cô cũng không phải chịu trách nhiệm. Dạ, bà thật là tốt bụng ạ. Không ngờ việc rửa bát cũng mất thời gian và làm hỏng đôi bàn tay của mình nhanh như vậy. Con người có thể hậu đậu để làm vỡ hỏng bát đĩa, nhưng máy móc thì không. Giá như có loại máy nào đó có thể rửa được bát đĩa nhỉ? Đúng rồi, tại sao mình không thiết kế ra một loại máy dùng sức mạnh của tia nước có thể làm sạch bát đĩa chứ? Liệu nó có hiệu quả không? Tất nhiên là có rồi. Vì nó là mô hình máy móc nên độ an toàn rất là lớn, sẽ không bị vỡ. Hơn nữa, em tin lực nước của chiếc máy này hoàn toàn có thể làm sạch bát đĩa bẩn đó mình à. Anh tin em. Em hãy cứ làm theo suy nghĩ mà em cho là đúng đi. Anh sẽ ủng hộ em. Giới thiệu với em, đây là John Wister, một thợ máy rất giỏi. Ông ấy sẽ giúp đỡ em trong việc chế tạo ra máy rửa chén từ những bản vẽ. Cảm ơn anh. Tôi đã nghe ông nhà kể qua về kế hoạch và bản vẽ của bà. Tôi sẽ giúp bà, bởi tôi cũng rất thương vợ tôi khi hàng ngày phải rửa số lượng bát đĩa rất lớn. Tôi tin sản phẩm máy rửa bát của chúng ta sẽ có thể thực thi và giúp ích cho các bà nội trợ. Để em thử vận hành chiếc máy này nha. Em đừng lo, nhất định sẽ thành công mà. Nước đã phun ra rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Có vẻ như động cơ của máy này hơi thấp. Hơn nữa bà nhìn xem, bát đĩa vẫn còn đầy vết bẩn. Lực nước chúng ta tính toán hơi nhỏ. Chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần mà đều thất bại cả. Tôi tưởng lần này sẽ thành công chứ. Vậy mà... Cố lên em. Em đã dồn hết tâm sức vào chiếc máy này rồi. Có lẽ em phải dừng lại thôi mình à. Em đã dốc rất nhiều tiền của anh vào chiếc máy này rồi. Tại sao phải dừng chứ? Cứ tiếp tục làm, đến khi nào thành công thì thôi. Em sắp đến đích rồi mà. Đúng vậy, tôi tin chúng ta sẽ thành công mà. Khi vẫn đang nghiên cứu để chế tạo ra chiếc máy rửa bát của mình, bất ngờ vào năm 1883, chồng bà qua đời. Bà đã chịu rất nhiều áp lực về kinh tế lẫn tinh thần. Bà hãy cố lên, hãy vượt dậy tinh thần của mình. Ông nhà ở trên không muốn nhìn thấy bà bi lụy như vậy đâu. Dạ đúng vậy thôi bà. Bà đừng buồn nữa. Dù sao vẫn còn tôi ở bên cạnh bà mà. Trước đây còn chồng của tôi hậu thuẫn, tôi không phải lo về kinh tế. Giờ thì ông ấy đã mất rồi. Bây giờ nghĩ lại, có phải tôi đã tiêu tốn quá nhiều tiền của anh ấy cho những suy nghĩ linh tinh của mình để anh ấy phải như thế này hay không? Bà đừng lo, từ giờ tôi sẽ tự nguyện giúp đỡ bà. Đến lúc nào bà thành công việc chế tạo ra chiếc máy rửa bát thì thôi. Tôi cũng sẽ ở bên để giúp đỡ cho bà mà bà. Bà đối tốt với tôi như vậy, giờ là lúc tôi nên đền ơn cho bà. Cảm ơn nhiều. Để tạo ra cái máy này, trước tiên tôi sẽ đo chén đĩa và chế cái giá bọc bằng dây sắt. Mỗi thiết kế đặc biệt để phù hợp với cả ly, cốc hoặc đĩa. Các ngăn được đặt bên trong một bánh xe nằm phẳng bên trong nồi hơi bằng đồng. Và sẽ có thêm động cơ xoay bánh xe, trong khi nước xà bông nóng được phun lên từ đáy nồi hơi và đổ xuống đống chén đĩa. Đúng vậy đó, ý của tôi là như vậy. Tôi cho chén bát vào nha bà. Được rồi, cô cho vào đi. Rất tốt, lực nước rất cao. Lần này khả năng chúng ta thành công rất lớn bà. Bát rất sạch thưa bà. Bà đã thành công rồi bà ơi. Thành công rồi, thành công rồi. Mình à, cuối cùng em cũng đã làm được rồi mình à. Chúc mừng bà. Bao vất vả của bà suốt thời gian qua giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi. Hodan phổ biến chiếc máy này với tất cả mọi người và ai cũng đều thích thú. Công nhận vẻ tiện ích của nó,
đặc biệt là những người nội trợ. Sạch hoàn hảo, chiếc máy này hữu ích ghê. Vào năm 1886, Joseph Fenn đã nhận được bằng sáng chế cho phát minh và sự nỗ lực của mình. Sau đó, bà đến Chicago để thuyết trình tại các nhà hàng và khách sạn. Bà đã thực hiện thành công chuyến giao dịch bán hàng đầu tiên ở Palmer Hotel. Năm 1889, bà Coran mở nhà máy của mình ở gần Chicago để sản xuất một lượng lớn máy rửa bát. Bởi lúc này, rất nhiều nhà hàng khách sạn tỏ ra hào hứng với chiếc máy rửa bát của bà. Dạ, mời bà uống trà. Thật không ngờ tôi cũng có ngày thành công như bây giờ. Lúc chồng tôi mất, tôi cảm tưởng như cuộc sống của tôi đã sụp đổ từ đó rồi. Bà là người tốt, nhất định ông trời không phụ lòng bà mà. Bà đạt được thành công của ngày hôm nay, tất cả cũng vì lòng tốt và sự cố gắng của bà mà thôi ạ. Cũng nhờ có sự vụng về của cô, tôi mới có động lực phát minh ra máy rửa bát và có được sự thành công như vậy đó chứ. Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sun Pharma. Thần Mercury và thợ điêu khắc. Ngày xưa, tương truyền rằng có một vị thần chuyên phụ trách việc buôn bán của con người là thần Mercury. Vốn là thần buôn bán kinh doanh, được nhiều thương gia thờ phụng, cúng tế nhiều lễ vật khẩu hỉnh. Thần Mercury lấy làm kiêu hãnh hơn tất cả những vị thần khác, thà thiết muốn biết con người tôn kính mình đến mức nào. Thần bèn quyết định ghé thăm trần gian để tìm câu trả lời. Xem ra thì cách thức giả trang thành một người đàn ông bình thường có phần không mấy thành thật. Nhưng không sao, chỉ với diện mạo này, ta mới có thể biết được ta trong mắt người phàm dưới trần thế này có vị thế quan trọng như thế nào. Nếu màn dáng vẻ thật của mình, thì đám người phàm này chắc sẽ cung kính mà quỳ lại ta mất. Một vị thần xuất hiện trước mặt hẳn sẽ khiến con người kinh ngạc lắm. Ai chà, xem ra cả khu phố này đều sống nhờ cá vào việc buôn bán. Hẳn là dân chúng sẽ rất kính trọng ta. Không có ta cai quản và ban phát phúc lộc thì làm gì có được những thương nhân giàu có, cũng làm sao có được quang cảnh buôn bán tấp nập thế này. Đây rồi, xem ra ghé vào xưởng điêu khắc này sẽ được việc. Nhìn thấy bao nhiêu là tượng đúc các vị thần trên đỉnh Olympus thế này, chắc chắn là người dân ở đây rất cung kính đối với các vị thần rồi. Mời quý khách ghé thăm xưởng điêu khắc các loại tượng. Nhiều tượng đấy nhỉ? Ở đây tượng các vị thần có đủ cả chứ? Dạ thưa quý khách, chúng tôi có đủ cả. Chả hay ngài muốn tìm tượng vị thần nào vậy? Được lắm, để ta xem coi. Người theo sát ta còn hầu chuyện. Quái lạ, ông khách này ở đâu ra mà hổm hỉnh thế? Làm như ta là người hầu của hắn ta vậy. À, dạ vâng. Quý khách cần tượng nào hoặc có nhu cầu tìm hiểu kỹ về loại tượng nào, xin cứ nói ạ. Tôi xin được đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách một cách tốt nhất trong khả năng của tôi ạ. À, đây rồi. Bức tượng thần Zeus kia giá bao nhiêu vậy? Ồ, tượng thần Zeus, giá của nó là 1 đồng Kuron thưa ngài. Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Vâng, đúng 1 đồng Kuron thôi. Ngài cũng thấy đó, ở đây chúng tôi là xưởng riêng, nhập tận gốc nên đảm bảo nguồn hàng giá rẻ cho ngài. Vị thần tối cao vĩ đại như thế, lại có một cái giá thấp đến mức này sao? Thần Zeus mà biết chuyện này, chắc giận tím mặt. Trời ơi trời, mình có nghe nhầm không vậy? Ông ta nói gì mà kỳ lạ thế cơ chứ? Cái gì mà thần Zeus, cái gì mà giận tím mặt chứ? Vậy còn cái kia thì sao? Ngài muốn hỏi giá thần hôn nhân gia đình Juno sao ạ? Đúng vậy. Ồ, cái đó thì giá nửa Kuron thưa ngài. Càng lúc càng hay ho hơn đấy. Khi quay về Olympus, ta phải rêu rao chuyện này mới được.
Thằng Juno mà biết mình đáng giá có nửa Kuron thì... Gì cơ ạ? Ngài nói gì tôi không hiểu. Ngài có thể nói rõ hơn cho tôi được không ạ? Chứ từ nãy giờ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả. À, không có gì. Quá hay ho là đằng khác. Dân chúng rất thực dụng. Hắn chỉ coi trọng vị thần buôn bán như ta mà thôi. Đây rồi, bức tượng đúc của ta, thần Mercury. Vậy còn tượng thần Mercury ở đằng kia thì giá thế nào? Đặt trang trọng thế kia, chắc đắt lắm nhỉ? Ồ, ngài biết tên vị thần này ư? Chúng tôi mới có chính sách ưu đãi đặc biệt. Nếu ngài mua hai bức tượng thần Zeus và thần Juno kia, tôi sẽ tặng không bức tượng này cho ngài. Tượng thần Mercury chúng tôi sản xuất hàng loạt để tặng quà kèm theo cho khách hàng thôi. Ở quanh khu phố, đâu mà chẳng nhan nhãn tượng này cơ chứ? Cái gì? Ta không đáng giá xu nào ư? Trời ơi, sao lại có thể như thế chứ? Một vị thần buôn bán quan trọng như thế mà bức tượng ta chỉ để biếu tặng thôi sao? Ờ, cái ngài này, đến chỉ hỏi giá thế thôi à? Người ta còn đang dở bao nhiêu việc, đúng là rảnh hơi. Thần Mercury ngạo mạn, sau khi biết được giá tượng chính mình thì bẻ mặt muốn độn thổ ngay tức thì. Hãy cẩn thận khi đánh giá cao giá trị bản thân. Càng hách dịch kiêu căng sẽ càng chẳng đáng giá. Người lữ khách và cây tiêu huyền. Eden, chúng ta đã bị lạc đường mấy ngày nay. Trước mặt chúng ta là sa mạc trải dài, không thể thấy một ốc đảo hay một người dân quanh đây, không còn cách nào khác. Hay ta cứ nhắm về phía trước mà đi thẳng, hy vọng cơ hội sống sót vẫn còn. Nè, cậu uống chút nước đi Alan. Chúng ta cần phải giữ sức để cầm cự vượt qua sa mạc này. Còn ít nước quá. Nè, cậu cất nước đi, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, để còn cầm cự trong thời gian tới. Nếu không có nước, chúng ta sẽ chết mất. Nắng và gió của sa mạc thật kinh khủng. Da không những bị cháy bỏng, mà cả mắt tớ cũng đau rát luôn. Tớ nghe nói những cơn bão cát sa mạc, những cơn lốc cát có thể vùi lấp chúng ta bất cứ lúc nào. Chỉ mong chúng ta thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thôi. Chân tớ đau rã rồi. Từng bước lại còn lún xuống trong cát. Người không thể nhấc lên được. Tớ không thể đi nổi nữa rồi. Hay là chúng ta nghỉ lại một chút thôi. Không được đâu. Nếu cậu ngồi ở đây, sức nóng sẽ thiêu đốt sức lực cuối cùng của chúng ta mất. Chúng ta cần phải di chuyển tới nơi an toàn trước khi trời tối, Eden à. Cậu hãy cố gắng lên. Alan ơi, gió tự nhiên mạnh quá. Có khi nào có bão cát không? Ờ, trời ơi, hy vọng không phải là một cơn lốc lớn. Chúng ta cần phải trú ẩn ngay thôi, không sẽ bị vùi lấp mất. Đằng kia có những tảng đá lớn, hãy lại đó trú ẩn ngay đi. Cậu cố phù hộ cho chúng con thoát khỏi tình trạng này. Nếu không chúng con sẽ phải bỏ mạng giữa nơi nắng gió, nơi đất khách quê người đầy mất. Xin Chúa hãy che chở cho chúng con. Tớ mệt quá Alan. Có khi tớ không đi nổi nữa rồi. Sức tớ đã cạn kiệt mất rồi. Eden à, cậu có làm sao không vậy? Eden, tớ sắp không thở được nữa rồi. Có lẽ tớ sẽ phải ở lại đây thôi. Cậu cứ mặc tớ đi. Cậu cứ đi về phía trước. Nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng chết vô ích mà thôi. Cố lên Eden. Chúng ta không thể bỏ cuộc lúc này được. Tớ cũng sẽ không bỏ đi một mình đâu. Sao tớ có thể để lại cậu ở đây được chứ? Giờ tớ chỉ mong được nằm nghỉ dưới tán cây rợp mát, có thể chết cũng mãn nguyện rồi. Kiếm đâu được tán cây xanh giữa cái chốn khắc nghiệt này. Mí mắt tớ nóng dẫy lên rồi. Nhìn đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo một màu khác mà thôi. Cậu nhìn kìa, ông trời thương chúng ta rồi. Đằng trước có một cây tiêu huyền lớn,
Cố lên Eden, chỉ cần chúng ta đến được đó thôi, chúng ta sẽ có những chỗ nghỉ ngơi cho lại sức. Đi nào, để tớ đỡ cậu. Có cây cối gần đây, tức là cũng sắp đến một ốc đảo nào đó rồi. Hoặc chúng ta sắp thoát khỏi sa mạc rồi, phải không Alan? Đúng vậy, chúng ta sống rồi. Tớ thật sự hạnh phúc khi bao mỏi mệt xua tan dưới bóng mát rượi rượi của tán lá xanh này. Đúng vậy, chúng ta như chết đuối với được cậu. Nếu không có bóng mát của cây tiêu huyền, chúng ta sẽ kiệt sức vì nắng nóng của sa mạc. Được nằm ở đây dù vài phút thôi, tớ cũng cảm thấy thật sảng khoái. Được mọc lên ở sa mạc đôi khi cũng không phải là bất hạnh. Mình đã mạnh mẽ vươn lên thành một cây tiêu huyền lớn, và bóng mát của mình có ích cho rất nhiều người bộ hành. Mình cũng thấy vui vì điều đó nữa. Hãy nghỉ ngơi, lấy một giấc ngủ ngon dưới bóng mát, rồi sẽ có sức để đi tiếp và thoát khỏi sa mạc này. Ta sẽ vươn rộng tán lá để che ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời cho hai vị. Chúng ta đã nghỉ ngơi và lấy lại sức rồi, phải đi thôi Eden. Nếu không màn đêm sẽ buông xuống, khí hậu lạnh rất khắc nghiệt. Đúng vậy, chắc một ốc đảo nào đó cách chúng ta không xa nữa đâu. Tớ cảm thấy tràn trề sức lực để đi được thêm mấy ngày đường nữa sau khi được nghỉ ngơi dưới bóng mát này. Ngẫm lại thì cái cây tiêu huyền này ở giữa sa mạc khô nóng cằn cõi, chẳng có hoa và cũng chẳng có quả luôn. Thế nên chẳng ai thiết tha gì trồng một cái cây vô tích sự này. Đúng không Alan? Cậu nói phải, đúng là cái cây này chẳng được việc gì có ích. Thế nên chúng chỉ có vị trí ở sa mạc này thôi. Phải là tớ đã đốn nó đi để trồng một cái cây khác có ích hơn đấy. Có chuyện gì với cái cây tiêu huyền này vậy? Hỡi ôi, hai vị khách bộ hành quý mến, sao các anh dám nói thế? Những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vừa mới ít phút thôi, anh còn khao khát được đứng dưới bóng râm và vội vã chạy tới tán lá của cây tiêu huyền để tránh ánh nắng mặt trời chói chang. Thế mà đến lúc được hưởng lợi từ cây tiêu huyền thì anh lại hạ thấp giá trị của nó và gọi nó là đồ vô tích sự. Chúng tôi các anh hãy nhìn lại mình xem, trên đời này đúng là đôi khi những sự giúp đỡ được trao miễn phí thường gặp phải thái độ vô ơn. Các anh hãy đi mau đi và đừng bao giờ trở lại dưới tán lá cây tiêu huyền này nữa. Hỡi những kẻ vô ơn bạc nghĩa kia. Cái chết của bầy vẹt. Xưa có một lái buôn giàu có tên là Ali, có sở thích sưu tầm vẹt. Này ông chủ, con vẹt nào quý nhất, thông minh nhất, mang ra đây. Ôi, ngài Ali lại tới mua vẹt đấy à? Con nào cũng quý, cũng tinh khôn. Đây ông nhìn xem. Vậy cho ta con này, cả con kia nữa, cho hết lên thùng tải về. Vâng thưa ngài, mà mấy chục năm nay ngài mua của tôi cũng phải đến cả trăm con vẹt rồi. Nhà ngài có đủ chỗ rộng cho chúng ư? Thật ngưỡng mộ. Hàng trăm con vẹt tới nhà thì cũng chết dần chết mòn, đi tông hết bao nhiêu vốn liếng. Hay cái đám chim non yếu ớt đó, may quá còn đúng một con vẹt xanh lâu năm mà ta yêu thích nhất. Hàng ngày nó vẫn trò chuyện cùng ta như người thật. Chắc ngài phải khoản đãi nó đặc biệt lắm, nó mới ở với ngài lâu vậy. Nó còn biết nói cả tiếng người. Cả kinh thành này ai chả biết ta cưng con vẹt nó thế nào. Ta cho nó ở trong lòng sơn son thép vàng, ngày ngày có người hầu phục vụ ba bữa no đủ, hơn hẳn vẹt nuôi ở nhà khách. Với một con thú hoang như thế thì tốt lắm rồi. Này vẹt, sao hôm nay trông mày ủ rũ thế hả? Ngày nào cũng ở trong cái lồng vàng này, thật bức bối. Ngươi có biết là không phải con chim nào cũng được ở trong cái lồng vàng sang trọng như thế này đâu. Ngươi sướng quá rồi, sinh ra lắm chuyện. Ước gì mình tự do thỏa thích như con chim sẻ kia.
Lâu rồi mình chẳng còn biết vỗ cánh là gì nữa rồi. Đường đường là một con vẹt xanh quý hiếm bay nhảy khắp đại ngàn, mà giờ thành thú cưng của gã chủ. Ta có việc phải đi buôn xa lên Bengal một chuyến. Các người có muốn ta mua cho quà gì không? Ôi, ông chủ quả thực tốt bụng nhất trên đời. Tuổi già không có nhiều nhu cầu, tôi thích một lọ dầu bóp vai. Còn tôi chỉ dám ước ao một cái áo choàng gió. Nghe nói lụa Bengal vào loại tuyệt hảo, tôi chỉ cần một tấm loại 2, loại 3 là tốt lắm rồi ạ. Còn ai nữa không nhỉ? À, còn con vẹt yêu quý của ta, Bengal chính là quê hương của mi. Này vẹt xanh, mi thử nói xem, mi thích quà gì ở quê nhà nào? Ôi con chim đó, dù thông minh đến đâu thì nó vẫn chỉ là chim. Chim thì biết thứ gì quý giá đẹp đẽ mà yêu cầu cơ chứ, thưa ông chủ. Đội ơn ông chủ, đúng như họ nói, tôi chẳng cần gì cả. Nhưng tôi rất cảm kích nếu ông có thể giúp tôi một việc. Ôi con vẹt của ta thông minh đến nỗi biết ra yêu cầu kìa. Thế thì ta phải làm bằng được cho mi. Khi đi tới Bengal, ông sẽ đi qua một khu rừng có cây cổ thụ rất to nằm giữa rừng. Trên đó có rất nhiều vẹt. Xin ông nhắn dùm cho đồng loại của tôi rằng trái tim của họ là sắt đá. Họ thật vô tình vô nghĩa khi chẳng đoái hoài gì đến tôi, thậm chí còn chẳng thèm bay tới thăm tôi. Xin ông cứ nói thế và chờ chúng trả lời rồi về kể tôi nghe. Chỉ thế thôi sao vẹt xanh? Thôi được, quá đơn giản, ta sẽ thuận theo yêu cầu của mi. Người lái buôn Ali quả thực rất nhớ lời con vẹt. Khi xong việc, ông tìm đường đến khu rừng của nó. Dù trong lòng ông ta nghĩ rằng lũ vẹt rừng ấy thì biết gì cơ chứ. Xem ra đây đúng là quê của con vẹt nhà mình. Này đàn vẹt rừng, con vẹt trong lòng của ta muốn hỏi thăm các mi. Nó nói rằng các mi đã bỏ mặc nó sống một mình ở nhà ta mà không đối hoài gì tới nó. Hay, lũ vẹt rừng ngu ngốc này thì hiểu gì lời ta nói cơ chứ. Dù sao thì chúng nó cũng chỉ là chim, không phải người. Quái lạ, sao tự dưng con vẹt này lại ngã xuống đây? Trời ơi, hình như nó chết rồi hay sao ấy? Ôi, tại sao chúng lại lăn ra chết cả thế này? Cả đàn vẹt hoang dã tuyệt đẹp, đem bán hết đi có phải được bao tiền không? Thật phí của trời. Vẹt xanh, thật tiếc khi phải kể với mi rằng đồng loại họ hàng của mi ở Bengal đã nghe lời nói của mi truyền đạt tới chúng, nhưng chúng chẳng trả lời ta câu nào. Thế ông không nhìn thấy gì nữa à? Hey, đám vẹt ranh đó, tự dưng nghe ta nói về con vẹt trong lòng là mi, bỗng dưng lăn ra chết cả. Thế là hết, bạn bè họ hàng tôi đã đi cả. Tạm biệt ngài. Trời ơi, con vẹt xanh của ta, tại sao nó lại lăn ra chết thế này? Có phải nó đã chết già? Tội nghiệp cho người ở lòng son, có người hầu kẻ hạ. Lẽ ra người phải sống lâu hơn mới phải. À, con vẹt, sao mi lại bay được? Lão Ali, giờ thì vĩnh biệt lão thực sự đây. Loài người như lão tự cho mình là thông minh, nhưng loài vẹt chúng ta còn thông minh hơn các người nhiều. Lúc bấy giờ, Ali mới hiểu được lời khuyên từ cái chết giả của bầy vẹt mà chính ông đã coi thường. Đối với một con chim, sống trong lồng son thép vàng khác nào đã chết.
được tự do bay lượn dưới trời xanh mới là cuộc sống thực sự. Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sông Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.